Hơn 10 năm trước, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm gần 52% trong cơ cấu kinh tế của Quảng Ninh. Trong tổng thu ngân sách địa phương đạt 22.000 tỷ đồng, thì thu từ than và đất chiếm tới 64% thu nội địa. Thu từ du lịch chỉ chiếm 2,6%, chủ yếu từ thu phí tham quan vịnh. Mặc dù đóng vai trò chủ đạo đối với sự phát triển của tỉnh, nhưng khoáng sản là hữu hạn. Đi cùng với đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới phát triển bền vững. Trên cơ sở xác định những mâu thuẫn thách thức trong quá trình phát triển, từ năm 2012, Quảng Ninh đã xác định triết lý phát triển là chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh dựa trên 3 trụ cột phát triển là thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập phát triển và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là sự đổi mới tư duy mang tầm nhìn chiến lược, chìa khóa mấu chốt, tiền đề mở ra thời kỳ phát triển đột phá của Quảng Ninh suốt một thập kỷ qua. Cũng từ năm 2012, tỉnh đã thuê các tư vấn hàng đầu thế giới lập đồng thời 7 quy hoạch chiến lược có tầm nhìn dài hạn với định hướng không gian phát triển kinh tế xã hội, một tâm hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá, đồng thời xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh và thí điểm xây dựng 2 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái. Đây là những định hướng với tầm nhìn chiến lược dài hạn tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong cả giai đoạn sau này. Quảng Ninh mở ra không phải đơn giản chỉ là một cái tỉnh có bước tiến vượt về thu nhập bình quân đầu người, một cái tỉnh mà có xanh sạch đẹp, một cái tỉnh trở nên sang trọng, mà quan trọng không kém ấy, là một cái hình mẫu để mà cho cái sự phát triển là vượt trội, tức là vượt qua cái cũ và bước vào một cái chấp nhận một cái cách phát triển mới mà nó hiện đại, nó phải nói rằng là cái đẳng cấp nó cao hơn nhiều, nó mang tính bản sắc và phát huy được hết được những cái lợi thế của Quảng Ninh, đáp ứng được cái nhu cầu hội nhập của thế giới. Thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, ngành than chủ động triển khai các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm xanh hóa môi trường sản xuất, tích cực đổi mới công nghệ khai thác, ứng dụng tối đa mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời dành các nguồn lực cho công tác bảo vệ, trồng cây, cải tạo hoàn nguyên môi trường. Cùng với đó, triển khai hàng loạt các giải pháp để cơ cấu lại ngành công nghiệp xây dựng theo hướng thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã ban hành nghị quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ mới về phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tính đến nay, trên địa bàn các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 84 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 5.108 triệu đô la Mỹ. Với kết quả đạt được cho thấy rằng là cái việc tỉnh ra Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết 01 đó là một cái chiến lược rất là đúng đắn, và những kết quả thực hiện được đã thể hiện cái năng lực lãnh đạo của tỉnh, của Đảng bộ tỉnh rất là tốt. Đó là việc ra nghị quyết rồi nhưng mà quán triệt nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra giám sát nghị quyết để những cái nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Một trong những mục tiêu mà Quảng Ninh đặt ra khi thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh là giảm dần khai khoáng, hướng mạnh sang lĩnh vực du lịch dịch vụ. Với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo, Quảng Ninh đã phát triển thành một trung tâm du lịch đẳng cấp, chuyên nghiệp của cả nước và quốc tế. Để du lịch dịch vụ phát triển mạnh mẽ, tỉnh đã đầu tư, kêu gọi đầu tư hàng loạt những công trình dự án trọng điểm, hiện đại, tạo lực đẩy cho ngành công nghiệp không khói tỏa sáng. Chúng tôi đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các chiến lược phát triển du lịch bền vững. Cùng với các thế mạnh về du lịch thì chính quyền đã có những biện pháp xử lý rất hiệu quả các nguy cơ ô nhiễm từ rác thải, từ phát triển công nghiệp. Trên cơ sở kiên trì thực hiện những định hướng đã xác định, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật trong chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, giữ vững sự ổn định phát triển kinh tế xã hội với đà tăng trưởng GDP cao, ổn định trên 2 con số trong 7 năm liên tiếp từ 2016 đến 2022. Vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Những kết quả này đã mang tới niềm tự hào rất lớn trong nhân dân. Thực sự đây là một chủ trương rất đúng. Mặc dù trong cái điều kiện cách đây chỉ 10 năm thôi, trong cái môi trường lúc bây giờ chúng ta cũng mạnh dạn là chuyển từ nâu sang xanh. Quảng Ninh phải nói chuyển mình rất là mạnh mẽ. Thực sự mà nói, đây là một cái rất là lớn mà đối với người dân
Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng là một cái niềm tự hào và được thụ hưởng những cái thành quả như thế rất là tuyệt vời. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh hiện đại.